Đây là lần đầu tiên mà anh tham gia một chương trình truyền hình thực tế mà mang tính hành động, mà lại còn ở một cái đất nước khác với ở đất nước Việt Nam mình. Hình anh rất là thích tham gia chương trình này, bởi vì thứ nhất nó là một format mới, một format mà chưa từng có bao giờ. Việc mà quay ở tại bối cảnh ở Thái Lan và có quy mô dàn cảnh lớn, mình quay những cảnh chạy băng qua những cái thành phố Bangkok này, rồi là chơi cano ở trên biển, tất cả mọi thứ nó rất là lớn. Và thực sự là mình rất là vinh dự khi mà mình được tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế như thế này. Những cái khó khăn mà khi mà mình tham gia chương trình này ở Thái Lan là việc mà mình phải đấu trí với các bạn khác. Thực sự là 12 bạn, 11 bạn còn lại, bạn nào cũng rất là thông minh, bạn nào cũng rất là những người mà có kế hoạch, là những người mà có mục tiêu. Và cái việc mà phải đấu trí với 11 bạn còn lại như vậy thực sự là một cái điều mà rất là khó khăn.